lung linh, sắc nét và chi tiết. Đấy là những gì mà loa Mỹ luôn mang đến cho người nghe và hát karaoke những trải nghiệm lý thú bất ngờ. Thì trong clip ngày nay, anh Nguyễn Lê Sóng và giới thiệu bác về cặp loa Mỹ cao cấp nhá. Có một đèn là CX125 với 2 bát 40 một tép kẹt. Đó là loa Mỹ thì cái đầu tiên bác nghĩ ra nó là sâm, nó rất là nét căng luôn nhá, sạch và chi tiết. Bên rừng bên suối bên đồi, dòng loa này sẽ có 2 bát 40 tép kẹt, chơi đa dạng các dòng nhạc từ nhạc mạnh nhạc nhẹ, cho ok nghe nhỏ hay nghe to hay không nhá. Kích thước vừa phải để em chơi, độ suất 500W đến 1000W, đường âm rộng xa. Tiếng len keng của thầy đẹp và ngọt ngào tại lời. Ngày xưa mà em còn nhớ, gần giá em đang bán 20 triệu một cặp anh nhé. Với mức đầu tư 20 triệu thì em nghĩ không cho là nào hay hơn nó được. Chừng nào em lớn như anh, đường tình em sẽ thương ai quá. Có những dòng loa phun đôi này nó không có nhiều lắm anh nhé, chỉ bảo về một hai cặp thôi. Hiện tại em 2 cặp nhé, GX125 và SF25. Được làm người tình cho em hết còn buồn một mình như lần em đợi người thương. Tuyệt vời. Còn hai em quay lời rất chi tiết nha anh em nhé. Điện tử Hai Nguyễn xin mến chào đại gia đình đam mê loa Mỹ và yêu chất âm của loa Mỹ. Trong clip ngày nay, anh Nguyễn lên sóng và giới thiệu đến các bác về một cặp loa phun đôi sở hữu bát 40 và tép kèn. Thì đây là một dòng loa được lắp ráp và sản xuất tại Mỹ, rất phù hợp cho bác nghe nhạc cũng như hát karaoke. Thì dòng loa này có thể chơi ở trong nhà, sân vườn, rồi là quán cà phê. Ngày nay em về làm cặp loa đẹp xuất sắc với nhá, như trước mắt các bác đây. Và bây giờ em sẽ quay tổng quan cũng như là chi tiết để bác có thể lắm được cái thông tin về dòng loa này. Thì dòng loa này nó thuộc họa dòng phun đôi, cho nên là khi bác trang trí trong gia đình nhà mình rất đẹp nhá. Thùng gỗ bọc lỉ, tình trạng đẹp lét keng, rộng là 46, sâu 44, cao 1m10, rộng 46 này, sâu 44, cao 1m10. Được lắp ráp và sản xuất tại Mỹ, thùng hành đẹp quá nhá, rất đẹp luôn. Đấy, tất cả tình trạng là lúc nào cũng đen quýt rồi đúng không, mà trông mê man rồi. Đấy, con này nó là GX125 sản xuất tại Mỹ, hỗ trợ 2 cổng vào. Con này thì em bán rất nhiều nhá, karaoke hay lắm. Đó, thùng thành còn rất là mới, phần tần thì gấu nhá, phần tần này đấy, rất nhiều quận cảm luôn, to vật vã luôn, trông Mỹ loài biết, thơm phức luôn nhá, thơm gần thơm phức luôn, rất là thơm luôn đấy, rất đẹp luôn nhá. Thì dòng này sử dụng 2 củ tép truyền thống 2412H. 2412H sản xuất tại Mỹ nhá. Tiếng tép anh rất là nhuyễn mà len keng. Tất cả là zin hết cho anh em luôn, em quay kỹ cho anh em nhá. Đấy. Mà giá thành chi phí của cặp loa rất hợp lý nhá. Về bát thì sử dụng 4 của bát. Đấy. Đều là gân độ tầm dầu. Đấy, gân độ tầm dầu bác nhá. Gân màng nó màng sóng. Rất là đẹp lung linh luôn. Đấy, của bát là từ 16 họng 6.3, mã là 115-8, sản xuất tại Mỹ. Tình trạng là như mới nhá. Tất cả như mới luôn, không chơi điểm gì luôn. Mới cặp loa thì các bác miễn là bàn rồi, đúng không? Quá ok. Đấy. Kỹ này là bác phải xem được cái thông tin của nó. Tất cả đẹp đẽ không nhá, rất là đẹp luôn. Đấy. Bên em thì có quay kỹ này, bác nào chốt an tâm, đúng không? Không phải nghĩ. Đấy. Rất đẹp quá nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, như này, từ nhẹ nhức ở keo chỉ, không chơi được điểm nào đúng không? Không chơi điểm gì luôn đấy. Ok, thế là toàn bộ cái đôi loa mà em quay kỹ nhá, gồm có 2 quả tép và 4 cái bát. Đấy, thùng loa tất cả tình trạng đẹp, nghe hát cực kỳ hay. Đấy, đầu tư cho những cặp loa bên em đang cung cấp giá là 20 triệu nhá, bảo ship. Đấy, 20 triệu bảo ship. Ta muốn ghép bộ hoàn thiện thì cần cái bộ ngoài như này thôi, chỉ hơn 40 triệu nhá,
toàn bộ, hoặc ghép rẻ hơn nữa thì một con đẩy, một cái vang, một cái micro là xong. Đấy. Mọi tin mua sắm phối ghép liên hệ với em số máy 0936 583 110. Hãy Nguyễn giao hàng toàn quốc nhá. Em chào các bạn.